Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình bình luận quốc tế của Báo Nghệ An. Kính thưa quý vị, tháng 12 năm 1991, Cộng hòa Liên bang Xô Viết hay gọi tắt là Liên Xô chính thức tan rã, trở thành một trong những sự kiện đáng nhớ của lịch sử thế giới. Đã có rất nhiều phân tích, bình luận xoay quanh sự kiện được đánh giá là thảm kịch địa chính trị lớn nhất của thế kỷ 20. Và hôm nay, đúng 30 năm kể từ khi Liên Xô tan rã, Báo Nghệ An có cuộc trao đổi, phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Bộ Công an. Trân trọng cảm ơn Thiếu tướng đã tham gia chương trình của Báo Nghệ An. Câu hỏi thứ nhất mà Báo Nghệ An cũng như rất nhiều khán giả muốn quan tâm đó là sau khi Liên Xô tan rã, hệ thống xã hội chủ nghĩa sụp đổ, các thế lực chống cộng quốc tế cho rằng chủ nghĩa Mác-Lênin đã không còn giá trị, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa là bế tắc và sẽ thất bại. Ý kiến của Thiếu tướng về vấn đề này như thế nào thưa ông? Đúng là cái việc Đảng Cộng sản Liên Xô mất quyền lãnh đạo và Liên Xô tan rã, hệ thống xã hội chủ nghĩa sụp đổ tạo ra một cơn thay đổi căn bản về địa chính trị trên phạm vi toàn cầu. Thế giới từ hai cực chuyển sang một cực dưới sự thống trị của chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là Mỹ. Sau khi Liên Xô tan rã, hệ thống xã hội sụp đổ thì đúng là dư luận quốc tế, nhất là những thế lực chống cộng, đã tung ra hàng chục ngàn, thậm chí là hàng trăm ngàn bài viết. Họ nói rằng cái chủ nghĩa Mác-Lênin như vậy là hoàn toàn sai lầm, và quốc gia nào tiếp tục đi theo con đường xã hội chủ nghĩa là chắc chắn đi vào bế tắc và thất bại. Đúng như đồng chí nói. Và đến bây giờ là vẫn vậy thôi ạ. 30 năm rồi mà cả cái thế lực chống cộng quốc tế vẫn đưa ra những cái luận điệu như vậy. Về vấn đề này thì tôi xin trao đổi với các bạn thế này. Chúng ta không nên đồng nhất cái mô hình chủ nghĩa xã hội Liên Xô với học thuyết khoa học Mác-Lênin. Bản thân học thuyết Mác-Lênin là một học thuyết khoa học, mà cái linh hồn sống của nó, cái sự chỉ đạo xuyên suốt của chủ nghĩa Mác-Lênin, hay ta hay thường nói là cái linh hồn của nó, để thông qua cái đấu tranh đạt đến cái mục đích cuối cùng, làm cho mọi quyền lực trong xã hội này thuộc về người lao động. Linh hồn của chủ nghĩa Mác-Lênin là phấn đấu để tất cả mọi quyền lợi thuộc về người lao động. Người dân có quyền quyết định trong xã hội hiện đại, như một ngọn lửa soi đường cho nhân loại 4-5 nghìn năm vừa rồi và tiếp tục của đấu tranh này. Như vậy cái lý tưởng cộng sản, cái học thuyết Mác-Lênin nằm như vậy thì làm gì có sụp đổ đâu ạ. Cho dù cái Liên Xô tan rã, nhưng mà nhân loại tiến bộ vẫn tiếp tục cuộc hành trình đi tìm đến cái mục đích cuối cùng là người dân có quyền quyết định vận trọng đạo của thông minh. Trên cái tan rã của Liên Xô là sự sụp đổ, sự đổ vỡ của một mô hình được xây dựng theo cái lý luận Mác-Lênin. Chứ nó không phải không đồng nhất cái mô hình chủ nghĩa xã hội Liên Xô với chủ nghĩa Mác-Lênin, khác nhau. Đến chỗ này cái thế lực chống cộng quốc tế của họ đánh tráo khái niệm, họ có nguy biện, họ gán ghép cho cái Liên Xô là chủ nghĩa Mác-Lênin, không phải. Nó một sản phẩm cụ thể được xây dựng thiết kế theo cái mô hình lý luận khoa học Mác-Lênin thôi ạ. Chứ bản thân nó không phải. Cho nên ai đấy hiện nay người ta vẫn rêu rao chuyện này, chứng tỏ là họ có động cơ xấu. Thứ nhất là về khoa học là ngụy biện. Thứ hai là họ không phân biệt được một cái mô hình cụ thể về lý luận soi đường như nó. Một vấn đề khác đó là đề nghị Thiếu tướng có thể lý giải là tại sao Đảng Cộng sản Liên Xô lại mất vai trò lãnh đạo dẫn tới sự tan rã của Liên bang Xô Viết đó. Sau chiến tranh thứ hai, một cái thời kỳ phát triển rực rỡ của những năm 60-70 thì bắt đầu Liên Xô đi vào thời kỳ trì trệ của những năm 70. Cái sai lầm thứ nhất phải bắt đầu từ duy vật, sai lầm về chính sách kinh tế. Duy trì một cái mô hình kinh tế tập trung quan liêu bao cấp quá dài. Vì thế đến cuối những năm 80 thế kỷ trước, nền kinh tế Liên Xô trì trệ, chất lượng sản phẩm kém, không cạnh tranh được phương Tây. Và chắc chắn cái đời sống của người dân Liên Xô vào cuối những năm 80 thế kỷ trước này thấp hơn của phương Tây. Mà khi đời sống có vấn đề như vậy thì đẻ ra những vấn đề tư tưởng. Cái sai lầm thứ hai mang tính quyết định làm Liên Xô mất đảng phái, mất quyền lãnh đạo để sang đến phần lĩnh chính trị. Trên lĩnh vực chính trị, đảng phái Liên Xô là mắc 3 sai lầm lớn. Sai lầm thứ nhất là sang cán bộ. Suốt cả những năm 70, những năm 80 thế kỷ trước, Đảng Cộng sản Liên Xô đã không thành công, nếu không muốn nói là thất bại, trong việc đào tạo bồi dưỡng để kế cận. Đến những năm 80, quyền lãnh đạo của Đảng rơi vào tay những kẻ cơ hội. Cái sai lầm thứ hai trong lĩnh vực chính trị, tức là năm 1997, Gorbachev tổng bí thư với cánh tay phải Yakovlev đã cho phép mở cái nắp hộp Parona này. Từ 1987, hệ thống phát thanh truyền hình báo chí của Liên Xô tung lên hàng ngàn bài viết phê phán cách mạng tháng 10, phê phán cả Lenin, phê phán cả Stalin, xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật. Cái sai lầm thứ ba về chính trị là chính Gorbachev đã đề nghị, Đảng Cộng sản Liên Xô đề nghị bỏ điều 6 của hiến pháp Liên Xô. Điều 6 họ nói rằng Đảng Cộng sản Liên Xô là lực lượng đành lào nhà nước và xã hội. Kèm theo đấy là phi chính trị hóa quân đội và lực lượng KGB. Đặt quân đội và KGB, lực lượng an ninh tình báo, ra ngoài lãnh đạo của Đảng. Cuối cùng, một trong những cái sai lầm về chính trị, đấy là Đảng Cộng sản Liên Xô đã không ngăn ngừa được cái tham nhũng tha hóa. Nhưng cán bộ tranh giành quyền lực, chia nhau lợi ích, không quan tâm đến cái đời sống của hàng trăm triệu người dân. Thưa Thiếu tướng, là trong 74 năm tồn tại từ năm 1917 đến năm 1991 thì hệ thống xã hội chủ nghĩa dưới cái sự lãnh đạo của Liên Xô đã có những đóng góp như thế nào vào sự phát triển của thế giới ạ? Nói về cái đóng góp của chủ nghĩa xã hội 74 năm tồn tại, cái phần trên tôi đã nói rồi, một cái đóng góp có thể nói là vô giá mà không một người nào phủ nhận được. Để sự đóng góp có tính quyết định của Liên Xô, Hồng quân Liên Xô, Hải quân Liên Xô đánh tan chủ nghĩa phát xít, cứu nhân loại khỏi thảm họa phát xít, là đóng góp thứ nhất. Cái đóng góp thứ hai, dưới sự tồn tại phát triển của hệ thống xã hội chủ nghĩa hùng mạnh với Liên Xô là thành trì những năm 50-60, đầu những năm 70 của thế kỷ trước, trong 3 thập niên ấy, được hệ thống xã hội chủ nghĩa với Liên Xô là thành trì hầu thuận giúp đỡ về tinh thần, về vật chất. 130 dân tộc đã vùng dậy thoát khỏi chủ nghĩa thực dân cũ, chủ nghĩa thực dân mới. Chúng ta nhớ những năm 50 thế kỷ trước, năm 60, năm 70, hàng trăm dân tộc đã vùng dậy thoát khỏi ách chủ nghĩa thực dân cũ, chủ nghĩa thực dân mới. Cái này chỉ xảy ra trong bối cảnh đối đầu Xô Mỹ. Khi đến Xô thành trì, một hệ thống xã hội chủ nghĩa sừng sững lớn mạnh như vậy, buộc lòng chủ nghĩa đế quốc phải điều chỉnh chính sách thuộc địa, tạo điều kiện cho các dân tộc bị nô dịch, bị áp bức, vùng dậy đấu tranh. Chúng có thể nói là cái phong trào giải phóng dân tộc những năm 50, 60, 70 thế kỷ trước là sản phẩm, là kết quả phấn đấu của những người cộng sản trên hành tinh này. Nếu không có sự hiện diện của hệ thống xã hội chủ nghĩa hùng mạnh với Liên Xô thành trì thì phong trào giải phóng dân tộc những năm 50, 60 thế kỷ không phát triển như vậy. Những người cộng sản cầm quyền đã tạc vào lịch sử văn minh nhân loại một giai đoạn lịch sử rực rỡ. Nếu như mà đánh giá về bức tranh thế giới trong 30 năm qua kể từ khi Liên Xô tan rã, trong lĩnh vực kinh tế thì Thiếu tướng có những nhận định như thế nào? Nhìn lại 30 năm từ năm 91 bây giờ, sau khi nước tan rã, thì về kinh tế tôi thấy cái điểm nổi bật nhất về kinh tế 30 năm rồi là một cái xu thế hội nhập quốc tế. Ngoảnh lại cái năm 90, 1990, thế giới chia đôi. Nhưng một dòng sống, bên này dòng sống là hệ thống xã hội chủ nghĩa, bên kia dòng sông của tứ bạn. Từ năm chúng bay không còn dòng sông này nữa, cả thế giới làm thị trường. Cùng với toàn cầu hóa kinh tế, sự phát triển những vũ bào khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, mạng internet, để làm cho loài người xích lại gần nhau. Thưa Thiếu tướng, dư luận cho rằng 30 năm qua những vấn đề an ninh phi truyền thống thì đã có những diễn biến rất là khó lường và đe dọa đến cuộc sống trên toàn thế giới. Thì ông có bình luận thế nào về cái quan điểm này? Ý kiến này hoàn toàn đúng. Thật ra thì những vấn đề an ninh phi truyền thống thì có thể nói không phải là có từ bây giờ đâu ạ. Cái đấy 3-4.000 năm là có rồi. Bạo lụt là có lâu đấy chứ ạ. Cái khủng bố có lâu đấy chứ. Loài người được ghi nhận cái vụ khủng bố đầu tiên cái đây 4.500 năm rồi. Chứ những cái tác nhân anh phi thường là có tồn tại trong loài người lâu rồi. Nhưng đúng là từ năm 91 bây giờ, những cái thách thức anh phi thường nó nổi cồm lên, nó phát triển lên. Tại sao? Năm 1990 về trước, cái đối đầu giữa hai hệ thống Liên Xô và Mỹ, loài người đứng trước cái cuộc sinh tử hủy diệt hạt nhân. Những vấn đề khác chìm xuống. Khi Liên Xô không còn nữa, chỉ còn đơn cực Hoa Kỳ thôi, cái áp lực về sinh tử hạt nhân không còn nữa, những vấn đề khác nổi lên. Cho nên đúng là vấn đề an ninh phi truyền thống trong 30 năm vừa nổi lên. Vấn đề dân tộc tôn giáo chưa bao giờ xung đột tôn giáo dân tộc là phát triển một cách khủng khiếp như trong 10 năm vừa rồi. Trước đây khác. Tôi nói rằng là cái vùng Trung Đông nó nổi loạn từ năm 2014 bây giờ chính là đặc trưng lớn nhất của an ninh phi truyền thống trong 30 năm vừa rồi. Cái thứ hai là vấn đề an ninh tài chính tiền tệ, an ninh kinh tế thuộc phạm trù phi truyền thống. Cuộc đại khủng hoảng năm 2008-2010 bắt đầu từ Hoa Kỳ, kéo toàn bộ sụp đổ, thế giới sụp đổ. An ninh kinh tế, an ninh tài chính. Vấn đề thứ ba an ninh phi truyền thống nổi lên là đây là biến đổi khí hậu. Một vấn đề hiện nay, 2 năm nay loài người đứng đầu để đi dịch bệnh, cái Covid-19, tàn phá cái nhân loại này, đã làm cho hàng triệu người chết, làm cho nền kinh tế thế giới sụp đổ, khó khăn. Một câu hỏi khác mà chắc chắn là khán giả rất mong chờ được giải đáp, đó là trong 3 thập kỷ qua, cục diện chính trị thế giới đã có những xoáy chuyển như thế nào? Nhìn lại cục diện thế giới trong 30 năm qua đấy, thì nét nổi bật có thể rút ra thế này. Sau khi Liên Xô sụp đổ, thì Hoa Kỳ trở thành siêu cường duy nhất thế giới đơn cực. Hoa Kỳ đơn cực ở đỉnh cao được 10 năm, năm 91, năm 2001. Nhưng mà sau đấy cái vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 ở New York làm cục diện thì thay đổi. Từ năm 2001, 2001 Hoa Kỳ lao vào cuộc chiến đánh chống khủng bố và kết thúc vào cái tháng 8 vừa rồi, 2001 này. Sai lầm trong chính sách chống khủng bố, sai lầm trong chính sách trong nước Mỹ về kinh tế xã hội. Như vậy là đặc trưng lớn nhất của 30 năm vừa rồi là Hoa Kỳ lên đỉnh cao và tụt dốc. Song song với quá trình này thì Nga khôi phục và Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ. Trong lịch sử văn minh nhân loại 5.000 năm, chưa bao giờ có một quốc gia nào phát triển nhanh mạnh, tạo ra một cái bậc đột phá thần kỳ như Trung Quốc cả. Và đến bây giờ, năm 91 không ai nhắc đến Trung Quốc cả. Trên sân khấu chính trị thế giới, trên diễn đàn kinh tế của Trung Quốc, đến bây giờ Trung Quốc trở thành nhân vật thứ hai thế giới. Cái mối quan hệ Hoa Kỳ với Trung Quốc trở thành một quốc tế song phương quan trọng nhất hành tinh này. Và có thể là mỗi cái thăng dạng trong quan hệ Hoa Kỳ với Trung Quốc, nó làm như thế giới rung chuyển. Để đặc trưng lớn thứ hai của thế giới sau 30 năm vừa rồi. Cấu trúc địa chính trị thay đổi từ châu Âu Đại Tây Dương, năm 91 về trở lại châu Âu Đại Tây Dương, chuyển sang châu Á Thái Bình Dương. Chương trình bình luận quốc tế của Báo Nghệ An với sự tham gia của khách mời đặc biệt Thiếu tướng Lê Văn Cương vừa cho chúng ta một cái nhìn rõ nét hơn về bức tranh thế giới 30 năm sau khi Liên Xô tan rã. Xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng đã tham gia chương trình.